Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia vào một cái kèo IDO mới ở trên nền tảng Bybit Web 3 với cái dự án Flappy Moonbird. Thì ở trên nền tảng Bybit Web 3 thì chúng ta thấy là những cái dự án IDO gần đây thì có cái mức lợi nhuận nó khá là ổn. Đấy, và gần như là anh em chúng thì chúng ta sẽ auto có lãi luôn. Và đây có thể sẽ là một cái kèo để thay đổi vị thế của anh em. Đấy, và mỗi cái suất mua khi mà các bạn trúng wallet ấy thì chúng ta có thể mua được là 100 USDC. Đấy, và nếu như nó chỉ cần x2 thôi là chúng ta đã có 100 rồi. Và kèo này thì dự kiến theo mình đánh giá thì nó có thể x3 cho tới x5. Đó. Ok, thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một số thông tin về dự án cũng như là hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể tham gia IDO với cái kèo này. Và cũng như là chia sẻ cho anh em một số các cái rủi ro khi mà chúng ta tham gia. Ok, thì đầu tiên là về mã token của dự án thì token của dự án sẽ mở bán đó là cái đồng token FMB, là đồng token quản trị, và nó sẽ mở bán với giá là 0,1 USDC. Tổng phân bổ cho Bybit IDO là 5 triệu token, tương đương với khoảng 0,5% tổng cung. Thì Flappy Moonbird là một trong những cái dự án Metaverse, một cái GameFi xoay quanh cái chủ đề loài chim, cung cấp nhiều sân chơi và đấu trường. Nó cung cấp trải nghiệm GameFi đa chuỗi và có cái chế độ là free to play, các bạn có thể là chơi miễn phí và giải trí để có thể là kiếm được tiền. Và cái dự án này để tìm hiểu thêm thì các bạn có thể truy cập vào các cái website cũng như là thông tin dự án, mình sẽ để dưới phần mô tả để cho chúng ta có thể là research thêm. Ok, và thời gian bắt đầu để chúng ta có thể tham gia đăng ký IDO là từ ngày 16 tháng 5 cho đến ngày 19 tháng 5. Sẽ kết thúc vào 10 giờ UTC, tức là khoảng 17 giờ theo giờ Việt Nam ngày 19 tháng 5. Đấy, và trong cái thời gian đăng ký IDO này á, thì các bạn sẽ cần phải hold ít nhất chúng ta sẽ tiến hành vào cái trang Bybit Web 3 để các bạn có thể là đăng ký. Và để các bạn có thể tham gia được kèo này thì đầu tiên là anh em sẽ cần phải có một cái tài khoản sàn giao dịch Bybit đã. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là tạo cái tài khoản Bybit Web 3 ngay luôn ở chính cái sàn Bybit. Và nếu như anh em nào mà chưa có tài khoản Bybit hoặc là đã có tài khoản Bybit nhưng mà các bạn chưa hoàn thành xác minh KYC thì các bạn có thể tham gia cái sự kiện độc quyền ở trên CCA để có thể nhận lên đến là từ 20 cho tới 40 đô bonus. Đấy, người mới thì nhận được tối đa là 40 đô bonus cấp bông. Còn người cũ thì sẽ nhận được tối đa là 20 đô bonus. Thì các bạn, mình cái link sự kiện này thì mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như là cái video hướng dẫn chi tiết cái sự kiện này mình cũng sẽ để phía dưới để cho anh em chúng ta có thể tiện tham khảo. Rồi, thì trong cái thời gian IDO này á, thì các bạn sẽ tiến hành vào cái trang Bybit Web 3 này để các bạn là tiến hành đăng ký nhá. Đây, thì sau khi mà các bạn đăng nhập vào cái tài khoản Bybit và chúng ta truy cập vào cái nền tảng Bybit Web 3, cái link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn luôn. Thì đây các bạn sẽ thấy có một cái phần đó là Subscribe to IDO. Đấy, thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần Subscribe này. Đấy, và sau khi các bạn nhấp vào phần Subscribe thì chúng ta sẽ nhận được một cái ticket. Thì cái ticket này là cái vé để hôm sau xác định được là các bạn trúng hay không. Hôm sau thì nó sẽ quay số, và nếu như số của các bạn nằm trong cái danh sách trúng thưởng thì chúng ta sẽ được mua nhé. Ok. Tiếp theo, ở trong cái thời gian tiếp theo là cái thời gian chụp nhanh. Thì thời gian chụp nhanh sẽ từ là 19 tháng 5 vào lúc 10 giờ sáng UTC, tức là 17 giờ. Tức là kết thúc cái thời gian đăng ký thì nó chuyển ngay qua cái thời gian chụp nhanh luôn. Và thời gian kết thúc của thời gian chụp nhanh là 22 tháng 5 vào lúc 17 giờ theo giờ Việt Nam. Thì cái thời gian chụp nhanh này thì chúng ta sẽ bắt buộc là các bạn sẽ cần phải có tối thiểu là 200 USDC ở trong cái ví Bybit Web 3 của chúng ta. Thì các bạn sẽ cần phải nạp vào ở trong cái tài khoản Web 3 của chúng ta tối thiểu là 200 USDC với cái mạng lưới là Ethereum nhé, mạng ERC20 đấy. Đấy, thì cái thời gian đăng ký này thì anh em có thể là chúng ta vào nhấp đăng ký, nhưng mà đến cái thời gian chụp nhanh thì nó sẽ quan trọng. Bởi vì nếu như các bạn không có 200 USDC ở trong cái thời gian chụp nhanh, tức là từ 17 giờ ngày 19 tháng 5 đến 17 giờ ngày 22 tháng 5 thì xem như là cái vé của các bạn không đủ điều kiện. Đấy, nên là anh em mà chúng ta phải hold trước cái thời gian chụp nhanh. Còn chụp nhanh ấy, thì nó sẽ diễn ra theo cái hình thức tự động và nó sẽ snapshot trong 3 ngày liên tiếp. Đấy, từ 19 cho đến 22 tháng 5. Và nếu như các bạn phải hold 200 USDC ở trong 3 cái ngày này, trong cái thời gian đăng ký ấy, thì có thể là nếu như hôm nay các bạn nạp
thì ngày mai các bạn vẫn có thể rút ra nếu như các bạn bận công việc gì đấy. Nhưng mà các bạn phải nạp lại vào trước 19 giờ, vào trước ngày 19 tháng 5, 17 giờ ngày 19 tháng 5, tức là chúng ta phải có 200 đô vào trước 17 giờ ngày 19 tháng 5. Còn trong cái thời gian chụp nhanh này thì anh em lưu ý là chúng ta không được rút tiền ra khỏi cái nền tảng Bybit Web3, nếu không là cái vé của các bạn sẽ không đủ điều kiện. Rồi tiếp theo thời gian thứ 3, cái mốc thời gian thứ 3 là thời gian bốc thăm xổ số, sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 5 và lúc 10 giờ 30 sáng UTC, tức là 17 giờ 30 theo giờ Việt Nam. Và lúc này thì hợp đồng thông minh sẽ chọn ngẫu nhiên là 500 người dùng đã đăng ký thành công IDO ấy. Đấy, tức là các bạn hoàn thành giai đoạn chụp nhanh rồi thì đến bước này nó sẽ chọn ngẫu nhiên 500 suất, 500 người nhá. Chỉ có 500 người chúng thôi. Và 500 suất này thì nó sẽ chọn ngẫu nhiên thông qua cái số của các bạn ở đây thì chúng ta có thể biết được là chúng ta sẽ trúng hay không. Và mỗi vé trúng thì các bạn sẽ mua được là 100 USDC nhá. Đấy, 100 USDC. Còn nếu như không trúng ấy thì chúng ta cũng chẳng mất gì cả. Nhưng mà các bạn lưu ý là chúng ta nói là không mất gì ấy, nhưng mà các bạn thực ra là chúng ta sẽ mất một ít phí. Phí ở đây chính là cái phí gas mà chúng ta nạp tiền vào cái nền tảng Web3 này thông qua cái mạng Ethereum. Đấy, thì cái mạng Ethereum ấy thì cái phí chúng ta biết rồi, nó khá là chát, nó rơi vào khoảng đâu đó từ 3 cho tới 5 đô. Đấy, cả phí nếu mà chúng ta rút ra nữa thì phí nó cũng đâu đó tầm khoảng 7 đô. Đó, thì nếu như các bạn trúng ấy thì ok ngon, chúng ta có thể là x2, x3 tài sản bình thường. Nhưng mà nếu như các bạn không trúng thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta sẽ lỗ một ít cái phí gas tương đương với khoảng từ 5 cho tới 10 đô gì đấy. Rồi, và tiếp theo là cái thời gian tiết lộ mua thì cái thời gian này sẽ diễn ra trong từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5. Trong thời gian này thì các bạn sẽ có thể biết được là chúng ta có trúng hay không. Và nếu như các bạn trúng ấy thì chúng ta sẽ có thể sẽ có một cái phần cam kết nữa, các bạn sẽ vào và chúng ta sẽ xác nhận mua. Đấy. Và sau đó thì 200 USDC của các bạn nó sẽ khấu trừ là 100 USDC và nó sẽ trả về cái lượng token tương ứng với cái mức giá là 0.01 USDC và nó sẽ trả về cho các bạn cái đồng FMB tương ứng. Và lúc này thì anh em có thể là chuyển cái đồng FMB về sàn Bybit để chúng ta có thể giao dịch cũng như là chốt lãi. Đấy. Và một cái nữa ở trên nền tảng Bybit Web3 này ấy, thì ở trên sàn Bybit thì hiện nay nó bắt chúng ta KYC level 1 để có thể là giao dịch. Tuy nhiên ở trên nền tảng Bybit Web3 này thì các bạn không cần phải KYC thì chúng ta vẫn có thể tham gia được nhé. Ok. Rồi thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể nạp. Ở đây thì các bạn có thể thấy hiện tại ở trong cái phần tài sản của mình ấy, thì mình đã có hold ở đây rồi. Đây thì ở trên Bybit Web3 hiện tại nó đang hỗ trợ một số chain này. Thì đây là cái số lượng tiền mà mình có hold ở từ cái đợt tham gia cái kèo trước, mình vẫn chưa rút ra. Đấy thì mình đang có là 300 USDC này cộng với 17 đô Ethereum này. Thì các bạn lưu ý nhé, chúng ta nên nạp vào một ít Ethereum để chúng ta làm cái phí gas giao dịch khi mà các bạn chuyển token về. Đấy, nên là các bạn phải mua khoảng 5 cho tới 6 đô Ethereum để chúng ta làm cái phí gas để giao dịch. Còn nữa cái phần nạp tiền, cái phần nạp tiền ấy thì anh em có thể là nạp trực tiếp từ cái tài khoản sàn Bybit của các bạn sang. Đấy thì chúng ta sẽ đỡ phí hơn. Còn không thì các bạn có thể nạp từ các cái sàn giao dịch khác qua cái địa chỉ ví này, hoặc là các bạn sẽ nạp từ cái ví MetaMask của chúng ta qua cái địa chỉ ví này. Tuy nhiên là lưu ý là phải mạng Ethereum nhé, ERC20. Đấy, hoặc không thì các bạn sẽ chuyển từ cái tài khoản giao ngay của chúng ta này. Đấy, tương tự như vậy thì USDC thì anh em cũng có thể là mua ngay ở trên sàn Bybit, sau đó các bạn chuyển qua, hoặc là các bạn sẽ mua từ một cái sàn giao dịch nào khác, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua cái địa chỉ ví này. Đấy, thì đây chính là cái địa chỉ ví Web3 của chúng ta của sàn Bybit nha. Còn root thì anh em cũng làm tương tự, ví dụ như hôm sau các bạn root token hoặc là chúng ta không trúng, các bạn muốn rút tiền ra thì các bạn có thể nhấp vào phần root ở đây. Đó, và sau đó thì các bạn cũng sẽ nhập cái số lượng root này cũng như là cái địa chỉ ví chúng ta nhận. Đấy, và các bạn sẽ cần phải tốn một ít cái phí gas là Ethereum để chúng ta làm cái phí giao dịch. Và chi tiết thông tin sự kiện thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Nếu như anh em có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở phía dưới thì mình sẽ giải đáp cho anh em. Chúc anh em có thể may mắn và trúng và ăn được cái kèo này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.